Ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các kết luận giám định cũng như lời khai của các bị cáo, vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hàn Ni mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, bị cáo Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đại diện viện kiểm sát, hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, trái quy định của pháp luật. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Hàn Ni cho biết công tác trong lĩnh vực pháp luật khoảng 20 năm. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo bà Ni đang có nhận thức sai lầm về pháp luật. Đại diện Viện Kiểm sát dẫn chứng, ví dụ trường hợp A đánh B thì B có được quyền đánh lại A không? Đại diện Viện Kiểm sát hỏi bị cáo Ni, bị cáo Ni đáp, bị cáo được quyền chống trả trong giới hạn cho phép. Viện kiểm sát nói, bị cáo chỉ được phép chống trả trong trường hợp không còn cách nào khác, không còn phương án giải quyết nào khác. Trả lời câu hỏi của luật sư, bà Hàn Ni khẳng định lại một lần nữa mục đích livestream của bà chỉ để nói cho công luận biết rằng những điều mà bà Hằng nói là không được phép. Sai sự thật và xúc phạm rất nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác chứ không nhằm mục đích tấn công bà Hằng. Theo các kết luận của Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương, có tổng cộng 29 lần bà Ni bị bà Hằng xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm. Khoảng hơn 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 1 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo luật sư và Trần Văn Sĩ, cũng là luật sư, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bắt đầu là bị cáo đầu tiên được hội đồng xét xử thẩm tra tư pháp, bị cáo Trần Văn Sĩ khai như cáo trạng nêu. Tiếp đó, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni cũng xác nhận lý lịch tư pháp trước hội đồng xét xử chủ tọa phiên tòa thẩm phán ngô ngọc thắng cho biết thư ký phiên tòa báo cáo rằng ông huỳnh uy dũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty đại nam đại diện quỹ từ thiện hàng hữu tỉnh bình dương đại diện công ty cổ phần đại nam là những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan có đơn xin vắng mặt và thực tế đã vắng mặt về trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng, theo hội đồng xét xử, ngoài việc triệu tập bà Hằng, hội đồng xét xử cũng triệu tập luật sư Hồ Nguyên Lễ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi cho bà Phương Hằng và ông Lễ cũng có đơn vắng mặt và thực tế vắng mặt tại phiên tòa. Đến gần 9 giờ, sau khi hỏi những người liên quan tại phiên tòa không ai có ý kiến gì về việc hoãn tòa hay là kiến nghị gì thêm, hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa với phần đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng. Thẩm phán chủ tọa Ngô Ngọc Thắng quyết định cho bị cáo Trần Văn Sĩ được ngồi nghe cáo trạng tại phòng xử án vì lý do sức khỏe. Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa hôm nay cho biết, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, ông Trần Văn Sĩ đã sử dụng tài khoản YouTube Luật sư Trần Văn Sĩ còn bà Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản Facebook và Youtube Nhà báo Hàn Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội, có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm danh dự và uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Đặng Thị Hàn Ni đã có bốn phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân tổ chức trái quy định pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Còn ông Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam. Hai bị cáo là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung bịa đặt sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm danh dự, uy tín nhân phẩm cá nhân của bà Hằng, ông Dũng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện hàng hữu đều là do bà Hằng làm giám đốc. Sáng ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, là luật sư và bà Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, cũng là luật sư, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phiên tòa do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Như đã thông tin, ông Phạm Ngọc Duy, tránh văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến chiều ngày 29 tháng 2, Tòa án đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của toàn bộ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, gồm bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, đại diện Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ Từ thiện Hàng hữu tỉnh Bình Dương. Theo hồ sơ, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Trần Văn Sĩ và Đặng Thị An Ni đã đăng bài, tổ chức nhiều buổi kỳ hình phát trên mạng xã hội nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Huỳnh Uy Dũng là chồng của bà Phương Hằng gây ảnh hưởng đến Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu và công ty Đại Nam. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube tên là Luật sư Trần Văn Sĩ để phát 8 video clip Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xác định 8 video nêu trên có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty Đại Nam theo luật an ninh mạng. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Sĩ Khai, việc phát ngôn nêu trên do bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục và yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc từ thiện. Do đó, sĩ góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Phương Hằng và có những phát ngôn liên quan đến công ty Đại Nam và quỹ từ thiện hàng hữu. Còn ông Huỳnh Uy Dũng cũng thường hay kê hình cùng bà Hằng cũng có những phát ngôn liên quan đến vấn đề trên trong 8 buổi ghi hình đăng vào ngày 15, ngày 29 tháng 8 năm 2021, ngày 5, ngày 10, ngày 19, ngày 24 và ngày 28 tháng 9 năm 2021 và ngày 16 tháng 10 năm 2021. Sĩ sử dụng điện thoại di động để tự ghi và phát tại văn phòng luật sư ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và văn phòng luật sư ở quận Cái Đăng, thành phố Cần Thơ. Sĩ khai nhận những phát ngôn trên nói đến thông tin cá nhân đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng là căn cứ vào các buổi ghi hình do bà Hằng đã phát trực tiếp trước đó. Sĩ không kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai và chưa được sự chấp thuận của các cơ quan báo chí đã đăng bài. Trong khi đó, vào ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hằng Ni sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản YouTube mang tên là Nhà báo Hằng Ni để phát buổi ghi hình với tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi sổm trên pháp luật hay không? Kết luận giám định xác định video trên có nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng vi phạm luật an ninh mạng. Tại cơ quan điều tra, bà Hà Ni khai nhận do bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội có những lời lẽ xúc phạm đến Hàn Ni trong ngày 3 tháng 9 năm 2021. Do vậy, bà Hàn Ni đã có buổi ghi hình phát cùng ngày để phản biện lại những nội dung mà bà Hằng nói là không đúng đối với Hàn Ni như tống tiền doanh nghiệp, phản động đưa hình ảnh Hanny và chồng cũ lên mạng xã hội để nói là làm cái. Bà Hanny cho rằng những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân liên quan đời tư của bà Phương Hằng là căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã được đăng tải nên bà Hanny không tự kiểm chứng lại.